Trấn Thành khoe bộ ảnh ngầu đét giữa bão tin đồn hôn nhân, Harry Won thả thính cực ngọt gửi chồng. Trấn Thành và Harry Won vốn là cặp đôi đẹp đáng ngưỡng mộ của Vbiz. Tuy nhiên, vợ chồng nổi tiếng này bất ngờ vướng tin đồn ly hôn vào tháng 7. Suốt thời gian dài, nam diễn viên không đăng ảnh cùng vợ, liên tục đăng status tâm trạng như "Tôi với vợ không phải gu nhau, nhưng yêu nhau vì cho nhau thứ cả hai cần. Tôi từng sợ hãi hôn nhân, nhưng lại muốn lập gia đình với cô ấy." Nhiều người đồn đoán cả hai trục trặc trong chuyện tình cảm. Sau đó, nam diễn viên lên tiếng lý giải anh bận rộn quay phim nên không có cơ hội chụp ảnh cùng Harry Won và đăng lên mạng xã hội như trước đó. Gần đây, Trấn Thành lẻ bóng dự đám cưới Diệu Nhi. Nam diễn viên không dẫn theo vợ như những sự kiện trước đó. Sau khi đối mặt thông tin chưa làm lành với vợ, Trấn Thành đăng đoạn chat Harry giả vờ ghen khi nam diễn viên bế Sam quăng xuống hồ bơi, cho thấy vợ chồng vẫn hạnh phúc. Dù bị đồn đoán không hay về hôn nhân, nhưng nam MC vẫn luôn giữ tinh thần tích cực. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thường nhật. Mới đây, Trấn Thành tiếp tục rửa mắt người hâm mộ với bộ ảnh nghệ thuật bên trên tầng lầu. Trong ảnh, nam MC diện vest bảnh bao kèm biểu cảm lạnh lùng cực ngầu. Ngay khi xuất hiện, những khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều không khỏi suýt xoa trầm trồ về bộ ảnh của ông xã Harry Won. Về phần nữ ca sĩ gốc Hàn, trong khi chồng đang tận hưởng cuộc sống thì cô đang trải qua những ngày thật bình yên. Mới đây nhất trên trang cá nhân, bà xã Trấn Thành vừa đăng tải đoạn clip ngắn ở trên xe cùng dòng trạng thái sắc mùi thính. Sau khi xem clip, em say xe, nhưng anh sẽ say em. Qua đây cũng có thể thấy được rằng Harry Won cũng không quá bận tâm đến những đồn đoán về chuyện hôn nhân. Chiều ngày 19 tháng 10 vừa qua, Trấn Thành cũng đã đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook ảnh chụp một bài viết có tựa "Nghi vấn Harry Won rời showbiz Việt hậu tin đồn ly hôn Trấn Thành" từ một trang mạng. Nội dung bài viết tổng hợp những nghi vấn kèm theo suy nghĩ về việc hôn nhân của Trấn Thành và Harry Won trục trặc. Mấy người này sao ấy nhỉ? Không còn một giới hạn nào hết. Họ muốn đăng gì thì đăng, muốn viết gì thì viết mà không bằng không cớ. Tự suy diễn rồi tự quy chụp, viết điên viết khùng. Các bạn nghĩ tôi không dám kiện các bạn hả? Sao viết bậy không nhát tay vậy? Giết hết muốn nói. Hai, Trấn Thành bức xúc viết. Nhiều người hâm mộ Trấn Thành an ủi động viên anh. Họ bình luận, người ta hay có câu rằng chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Thôi, hai vợ chồng miễn sao vẫn mãi hạnh phúc là được. Tôi thấy nên kiện cho họ chừa. Nhà người ta đang hạnh phúc kêu ly dị. Nhà đang yên đang lành nhưng họ vẫn đồn tan vỡ hay thật. Cái này làm gì phải báo chính thống. Mọi người đừng đánh đồng nhà báo, những người làm báo qua trường lớp không ai như vậy. Này là nội dung bẩn câu lượt giật tít thôi. Họ nói mình ly hôn thì mình lại hấp hôn luôn cho thêm ấm áp. Miệng đời họ nói gì là họ gặt cái đấy, lo gì. Trước đó trong lúc livestream phát trực tiếp trên trang cá nhân, Trấn Thành bất ngờ khi nhiều khán giả hỏi về tin đồn hôn nhân của vợ chồng anh trục trặc. Nam diễn viên MC lên tiếng bác bỏ tin đồn, cho biết gần đây Harry Won bận lịch làm việc tại Hàn Quốc, còn anh cũng có dự án riêng nên cả hai ít xuất hiện chung. Tuy nhiên anh vui khi vợ tất bật với công việc, tự tạo giá trị riêng và vợ chồng không phải lúc nào cũng cuốn nhau mới được gọi là hạnh phúc. Chúng tôi phải tách nhau ra để đi kiếm tiền chứ, bao nhiêu tiền cũng được, nhưng khi mình tự đi làm kiếm tiền thì mình thấy bản thân có giá trị, không bị vô dụng và đối phương cũng nể mình. Nếu chỉ ngồi ở nhà, không đi kiếm tiền, người ta thấy mình rảnh quá sẽ dễ chán, Trấn Thành chia sẻ.